Chào mừng các bạn đã đến với YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Đây là Oppo F11 Pro. Và hôm trước thì mình đã có một video chia sẻ đến cho các bạn lý do tại sao bộ đôi F11, F11 Pro lại thành công đến như vậy tại thị trường Việt Nam, để rồi cái doanh số bán của nó phá vỡ kỷ lục tất cả những chiếc máy trước đây của Oppo đã bán ra, 62.000 máy. Và lý do thì các bạn có thể bấm vào đây để có thể xem lại. Và trong video ngày hôm nay thì mình lại mang đến cho các bạn một chiếc Oppo F11 Pro nữa, một phiên bản màu sắc mới và một số nâng cấp nho nhỏ ở bên trong cái phần cứng của máy. Nhưng trong khi đó thì mức giá lại không đổi. Và như vậy thì các bạn có thể thấy rằng là Oppo đang mang lại cái lợi cho người dùng, trong khi là người dùng lại không phải bỏ ra thêm bất kỳ một đồng nào cả. Vậy thì cái lợi đó là gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chia sẻ trong video này nhé. Điểm qua thiết kế một chút thì cái chiếc Oppo F11 Pro này nó sẽ không thay đổi so với những chiếc Oppo F11 Pro trước đây chúng ta đã thấy. Vẫn sẽ là màn hình 6.5 inch, độ phân giải Full HD cộng, và chúng ta sẽ có tấm nền TFT. Và màn hình này cũng sẽ không có bất kỳ khuyết tật gì bởi vì nó là phiên bản Pro. Với phiên bản Pro thì tất nhiên chúng ta cũng sẽ có camera pop-up ở phía bên trên đây. Và cùng với đó thì mặt lưng cũng sẽ được làm bo cong, và chất liệu thì làm từ nhựa tương tự như những chiếc F11 Pro khác mà thôi. Nhưng cái sự khác biệt ở đây đó là về cái phần màu sắc. Trước đây chúng ta có một cái phiên bản đấy là đen thiên thạch cùng với màu xanh gì đó, mình không nhớ tên màu xanh đấy. Thì bây giờ chúng ta đã có thêm một cái sự lựa chọn nữa về màu sắc, đó là màu xám tinh vân. Với cái màu xám tinh vân này, nó không phải là một cái màu xám hoàn toàn từ trên xuống dưới, mà nó sẽ theo dạng là màu sắc chuyển đổi gradient. Màu bên trên chúng ta sẽ có màu trắng trắng, và kéo xuống bên dưới nó sẽ pha dần sang màu xám, và càng xuống dưới thì cái màu xám nó lại càng đậm hơn. Vậy nên là khi mà các bạn lựa chọn cái chiếc máy này, chúng ta sẽ có một cái màu sắc nó đặc biệt hơn, nó khác biệt hơn so với những phiên bản trước đây. Và thêm một cái nữa, đấy là với cái phiên bản màu sắc này, ngoài hai cái màu sắc pha trộn với nhau, thì khi các bạn nghiêng qua nghiêng lại, chúng ta cũng sẽ có những đường vân chạy trên cái bản lưng này, cực kỳ là đẹp mắt. Phải nói thật là một câu, đấy là mình thấy rất là hứng thú với cái phiên bản màu sắc mới này của chiếc Oppo F11 Pro. Còn về phần cứng thì sao nhỉ? Tất nhiên với một chiếc Oppo F11 Pro thì chúng ta vẫn sẽ có con chip là Helio P70. Chúng ta có 6GB, nhưng trên chiếc máy này đã có bộ nhớ trong lớn hơn, đấy là 128GB, so với cái phiên bản bộ nhớ trong chỉ là 64GB trước đây. Với cái phiên bản bộ nhớ trong như thế này thì nó sẽ tương đồng với chiếc Oppo F11 Avenger mà trước đây các bạn đã thấy Oppo giới thiệu ra khi mà ra mắt cùng với bộ phim Avenger Endgame. Thế nhưng cái chiếc Oppo F11 Pro Avenger lại chỉ bán với số lượng giới hạn nhất định tại thị trường Việt Nam mà thôi. Nên là nếu như các bạn muốn mua một chiếc máy Oppo F11 Pro mà lại phải có 128GB thì đây là sự lựa chọn duy nhất ở thời điểm hiện tại, mà mức giá của nó lại không hề thay đổi so với cái chiếc máy Oppo F11 Pro phiên bản 64GB đã bán ra trước đây, vẫn sẽ là 8.490.000. Wow, người dùng có lợi, trong khi đó mức giá không đổi. Cá nhân mình nhận thấy với phiên bản Oppo F11 Pro xám tinh vân này, nhìn thoạt qua thì có lẽ là nó không khác biệt, không mang lại nhiều sự khác biệt so với những phiên bản thông thường. Nhưng nếu như nhìn lại vào cái bộ nhớ trong trên cái mức giá của nó thì chúng ta rõ ràng lại là người có lợi. Và các bạn thấy sao về chiếc Oppo F11 Pro phiên bản xám tinh vân? Xin mời comment để lại cái ý kiến các bạn ở phía dưới phần bình luận video. Đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong nhiều video sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.